chào các bạn. Đây là mẫu tóc của người mẫu rất dài và rất dài. Trước đây người mẫu chúng ta để tóc theo cái gì? Để tóc theo cái gì? Để tóc theo xu hướng. Xu hướng là gì? Mái thưa. Ai ai cũng cắt ngang ngang bằng bằng. Mẫu tóc để tóc theo dạng công nghiệp tức là gì? Ai cũng đều giống ai, ai cũng như vậy. Rồi tối ngày phải làm gì trên kiểu tóc này? Cột. Tối ngày là cột. Tối ngày là cột. Vậy người mẫu này nói là gương mặt em tròn lắm, em sợ tròn lắm, em không cắt tóc ngắn. Vậy các bạn nhìn đi, cột lên vậy có ngắn không? Các bạn cho mình biết cột lên vậy có ngắn không? À, mặt tròn không? Tròn. Vậy sao các bạn cứ nói là như vậy? Hả? Để tóc là để đẹp chứ không phải là để tóc để có tóc với người ta. Và đi làm gì, đi uống tóc, đi gì cũng vậy. Uống cho có kiểu, uống cho đẹp chứ không phải uống tóc để có với bà hàng xóm, để giống bà hàng xóm. Nên hôm nay Thái sẽ thiết kế lại cho người mẫu này. Nếu người mẫu này vẫn yêu mái tóc dài của mình thì Thái sẽ thiết kế làm sao để có điểm V-line lại gương mặt này, V-line lại gương mặt này. Còn bằng không thì người mẫu này phải cắt tóc ngắn. Tại cái tóc ngắn, chỉ có tóc ngắn mới thay đổi được, chỉ có tóc ngắn mới làm cho chúng ta đẹp được, chỉ có tóc ngắn mới làm thay đổi được gương mặt. Vậy thì Thái sẽ thay đổi cho người mẫu này. Các bạn sẽ xem về cách thay đổi như Thái thay đổi như thế nào. Điểm rơi mái tóc này phải không? Rồi, Thái sẽ thiết kế. Nếu thiết kế đây, gương mặt vẫn to, điểm rơi phải là đây, điểm rơi phải là đây. Nghe các bạn. Rồi, thì khi thiết kế tóc á, các bạn đừng có học thức học vấn gì ở đây hết á, các bạn hãy giải quyết ngay cái điểm rơi của tóc mình có làm được cho mình xinh hay không. Xinh học vấn gì thì ta chia sau, thì cái tài lên tài lẹt chia đường chia rồi xong xuôi cứ lại cắt cái nó không phù hợp. Rồi tới phần dáng, thấy đưa hết dáng người mẫu lên luôn, lên luôn ha. Ý tưởng thì các bạn lên ngay trong đầu, không có chuyện hên xuôi để mình cắt tới đâu hay tới đó. Các bạn sẽ lấy được
đỏ vi lai trên gương mặt của người mẫu, đúng không ạ? Đây mình chưa sấy khô nha. Đây là Thái chỉ dùng muỗng với kéo. Rồi bây giờ Thái bắt đầu mới cắt tỉ mỉ lại. Con đằng này chưa gì vô cứ chia cắt tỉ mỉ, cắt cho đã xong rồi hồi nó hỗn hợp lại xong. Thấy không? Nhiều quá, còn nhiều nữa em.
花一盆的。0932149349 là mình đã tạo ra phôi tóc. Ha. Nhìn tới đây là thấy cô này có sự cá tính lên. Cái này cao nữa.
thì có bận tâm cái âm nó xuống một chút. Thái làm hả? Đặt hết chứ em. Anh nào làm chúng ta cũng phải đặt hết em nhé. Và mẫu này các bạn xem Thái sẽ sấy khô cho các bạn xem nhé. Em cũng phải đặt lịch nha. Cái điện thoại của anh là 0932149349 em. Cái điện thoại rất dễ thương và rất dễ nhớ.
Đúng rồi, bình thường đợi nó đây, mấy cái này nè, tóc dài á. Tóc mà nó rớt xuống nó còn cái cánh, cái này là ống đầu luôn. Đúng rồi. Mắt óc luôn. Cái mặt mình đeo một cái mấy cái trang da nam cũng dễ nữa. Đúng rồi, cái khẩu trang mà kéo lên á. Em có cái khẩu trang đó nhưng mà tóc dài á. Cậu đi á. Cậu đi á. Thôi bị tích luôn á. Nếu cậu đó thì bán mặt mình bộ đi. Đúng rồi, đi thuộc là hay đạo đó. Chi hết thì luôn nè. Tôi chứ không sao mà đòi đòi quay anh cái nắng á. Nó ngồi đem cái chén lại. Đúng đi riết của em tìm cách. Cái lời sao mình tính cho mọi người nó chỉ chứ sao đi mà không không mà công nhận cái gì nó chỉ ra nhưng mà bị đau đầu lắm xong tự nhiên nó chỉ cái đầu luôn không mà đi thọt đây một cách luôn đồng bảo chứ được. Về bước lên nhà không đứa con nào. Có phải vợ luôn. Đi nào đi. Dạ thầy ơi. Này là chúng ta chưa gội đầu nha các bạn. Từ từ cũng qua đi. Đây là những điểm rơi tái tạo trên gương mặt. Các bạn nhìn mặt ngủ chúng ta. Chưa tỉa và chưa thay đổi một điều gì trên tóc. Các bạn nhìn những khối tóc của tôi, tôi thấy các bạn nhìn rất thay đổi. Thay đổi không em? Rồi, mà tóc này Thái sẽ vô gội đầu. Rồi ra, các bạn xem bắt hai nhé. Tạm biệt các bạn.